Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Khốn kiếp. Quốc chủ của Thanh Kỳ Quốc. Nghe nói vốn dĩ là có 5 vị công chúa, hình như là thiếu mất một vị rồi. Minh Nguyệt công chúa, Yên Hà công chúa, Triều Lộ công chúa, Thải Y công chúa. Tham kiến quốc chủ. Ngươi nhìn đi, phía sau chính là mấy vị công chúa của Thanh Kỳ Quốc. Mọi người miễn lễ vào chỗ ngồi đi. Tạ quốc chủ. Các vị đều là thiếu niên anh hùng, nhân tài xuất chúng của Thanh Kỳ Quốc, khiến cho bổn vương vô cùng vui. Cho nên bổn vương còn chuẩn bị một phần lễ mộn khác để chào đón các vị. Đây chính là Thanh Huyền Đan. Thanh Huyền Đan ở trong truyền thuyết bao hàm thiên đạo lực không ngừng. Đan dược này cực kỳ hiếm có, nghe nói cả Thanh Kỳ Quốc này cũng chỉ có một viên này. Thiên đạo lực không ngừng. Thanh Huyền Đan mặc dù tốt nhưng mà chỉ có một viên, vì để công bằng, cũng là vì tâm tư của bốn vương muốn nhìn thấy phong thái của các vị. Xin mời các nhà hãy lựa chọn ra một người đến tham dự tỷ thí. Thanh Huyền Đan quả thật là rất thu hút người khác, nhưng mà tỷ thí nhất định là sẽ tổn hao tinh lực. Nếu như chịu phải ảnh hưởng kiểm tra ngày mai, thế thì được một mất 10. Đúng vậy, rủi ro này ta không dám mạo hiểm đâu. Tại hạ là Triệu Trường Sơn của Phá Quân Học Cung, nguyện ý thử. Tại hạ là Hàn Sông của Thiên Hồ Học Cung, nguyện ý thử. Tại hạ là Trịnh Khắc của Trọng Dương Học Cung, nguyện ý thử. Rất tốt. Trên đường đến đây thì đã liên tục gặp phải công kích của ba cung này, làm gì còn tinh lực mà tham gia tỷ thí. Nhưng mà đây là mệnh lệnh của quốc chủ, chúng ta cũng không thể nào dễ từ chối. Vậy Tử Na Học Cung có chọn được người nào hay chưa? Thôi bỏ đi, chuyện liên quan đến mặt mũi của Tử Na Học Cung mình nhất định là phải giữ được. Cỏ huyền trần của Tử Na Học Cung, nguyện ý thử. Đây không phải là sư đệ vừa nãy hay sao? Hắn là tân sinh của năm nay đúng không? Tân sinh không có hắn, nghe nói là một tùy tùng thư đồng. Tử Na Học Cung cũng không xem quốc chủ ra gì rồi. Thêm mắm thêm muối, tỷ thí này lại phái ra một tùy tùng thư đồng, rốt cuộc là xem thường người khác hay là thật sự suy yếu như vậy? Quốc chủ xin hãy tha thứ, vị tiểu huynh đệ này có lẽ là quá căng thẳng nên mới đứng ra. Tử Na Học Cung sẽ do Ngô Vĩnh Ba ta xuất chiến. Đổi người, các ngươi đây là tội khi quân. Nếu như ngươi đã được chọn, tại hạ to gan muốn tỷ thí với đại diện của Tử Na Học Cung này. Ngươi cũng không tệ, cho dù trận này thắng thua thế nào. Lát nữa kết thúc yến tiệc, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo trong cung. Đi dạo trong cung, vị công chúa này rằng đã thích tên mặt trắng này rồi. Cho dù là thua trận tỷ thí này, nếu như thành phò mã, tên tiểu tử này cũng không thiệt thòi. Yên Hà, mặc dù con là công chúa nhưng dù sao cũng là con gái, sao có thể vô lễ như vậy? Con không mau ngồi xuống. Tiểu nữ không hiểu chuyện, chẳng qua chỉ là mấy câu đùa vui. Bổn vương hỏi người, thật sự là chấp nhận tỷ thí hay sao? Nghe lời này của quốc chủ là không đồng ý rồi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, quốc chủ sao có thể nhìn chúng một tên thư đồng được chứ? Đó là đương nhiên. Tốt, Tử Na Học Cung đấu với Phá Quân Học Cung, Thiên Hồ Học Cung đánh với Trọng Dương Học Cung. Sau đó người chiến thắng của hai nhóm sẽ tranh đoạt hạng nhất. Đây, chính là kết giới không gian của trận pháp ngưng tụ hay sao? Không sai, nếu như không phá vỡ được sức mạnh của trận pháp, một nửa hơi thở bên trong đều không thể nào lưu truyền ra bên ngoài. Không biết là hắn có thể chịu đựng được bao lâu. Hãy để ta xấu mặt, còn muốn thể hiện trước mặt của công chúa. Lão tử sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thiên cân trụy. Nhìn kìa, Triệu Trường Sơn lại trực tiếp sử dụng sát chiêu thiên cân trụy của hắn rồi. Nghe nói người nào chịu phải cơ thể trong trước mắt sẽ bị biến thành đống thịt. Chẳng qua chỉ là một trận tỷ thí, hắn đây là muốn dồn người khác vào chỗ chết hay sao? Tiểu tử thối, cho dù ngươi có bản lĩnh như thế nào, rơi vào trong tay của thiên cân trụy của ta, chỉ có thể giơ tay đợi chém. Thế thì đi chết đi.
Lần này tiểu tử ngươi chỉ sợ sẽ hoàn toàn biến thành một đống thịt rồi. Nhưng mà linh quang này sao lại càng hưng thịnh hơn trước đây? Xem ra là công lực của mình đã tăng lên nữa thôi. Như vậy đúng là quá tàn khốc rồi, vẫn không nên xem thì hơn. Đúng vậy, vẫn nên xem ở bên Thiên Hồ học cung và Trọng Dương học cung đi. Thật đúng là đáng tiếc, lại bị đánh bại như vậy rồi. Không đúng, chờ một chút, các người hãy nhìn tên thư đồng kia đi. Quả nhiên Hiến cân trụy còn không bằng thạch khối trầm mà công pháp bình thường bổn tọa hay tu luyện. Sao có thể chứ? Trời ơi, ta không nhìn nhầm đấy chứ, hắn có thể nhấc thiên cân trụy lên được. Hơn nữa sức mạnh của thiên cân trụy hình như là càng mạnh hơn rồi. Thư đồng này rốt cuộc là có thân phận gì? Đến tiểu tử này không đơn giản. Cho nên, ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Ấy, uy áp đáng sợ thật. Thế thì tiếp theo sẽ để đến lượt bổn tọa rồi. Không, mau bảo vệ quốc chủ và công chúa. Gió dừng lại rồi. Quá yếu. Trong một không gian khác, ta nhận thua. Trịnh huynh đã nhường rồi. Đây là thiên cân trụy của Triệu Trường Sơn. Chả trách vừa nãy trong không gian trận pháp đều cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Xem ra công lực của hắn lại tăng hơn rồi. Trường Sơn huynh, xin chỉ. Thôi bỏ đi, chuyện đến mức này chỉ có thể liều một phen thôi. Giáo, Hàn Sơ huynh, Triệu Trường Sơn đã chết rồi. Đối thủ bây giờ của ngươi là bổn tọa. Hắn lại có thể giết chết Triệu Trường Sơn, không thể nào tin được. Người này không phải chỉ là thư đồng của Tử La học cung hay sao? Tại sao đột nhiên lại cảm thấy đáng sợ như vậy? Không cần phải tỉ thí nữa, trận này ta nhận thua. Nếu đã như vậy, bữa tiệc tối ngày hôm nay Cổ Huyền Trần đoạt được hạng nhất. Cổ công tử thực lực phi phàm, ta kính người một ni. Cổ công tử, ta cũng kính người một ni. Cổ công tử, mời. Ba vị công chúa hình như đều thích tên tiểu tử này, thật đúng là khiến người khác ngưỡng mộ mà. Ngưỡng mộ cái gì, ngươi có thực lực này, ngươi cũng nên đi. Thôi bỏ đi, đánh không lại. Còn có chuyện gì nữa hay không? Cổ công tử này thật là lạnh lùng. Còn không phải hay sao, làm gì có nam tử nào mà từ chối chúng ta bao giờ. Phụ vương, ngại ngùng rồi. Ây à, chẳng lẽ bổn vương vừa lấy không đồng ý lời mời đi dạo đêm cho Yên Hà và cổ công tử, hắn còn để ý hay sao? Như vậy, cổ công tử có hứng thú đi dạo với vương cung với ta hay không? Đi dạo vương cung với ta hay không? Thật ra chuyện của ta, phụ vương cũng không can thiệp quá nhiều. Vừa lấy hắn đã từ chối ba vị tỷ tỷ, nhất định là bởi vì thích mình. Đúng vậy, chuyện của người trẻ, lão già như ta vốn dĩ là không nên hỏi nhiều. Xem ra Cổ Huyền Trần này muốn trở thành phò mã của Yên Hà công chúa rồi. Vừa nãy tỉ thí có hơi mệt, thôi miễn đi. Hắn lại từ chối mình quyết đoán như vậy. Cổ công tử sớm đã xác định là bổn vương nói sai rồi. Nhưng mà dù sao Yên Hà trước khi nhìn thấy thực lực thật sự của người cũng đã biểu hiện ra thiện cảm rồi. Nếu như có mạo phạm xin hãy tha thứ. Ta không nghe nhầm đấy chứ, quốc chủ còn đang xin lỗi. Tiểu tử này, nói không chừng có thể trở thành thành viên trung tâm của Tế Thiên Tông. Quốc chủ đương nhiên là muốn chiêu mộ hắn làm con rể rồi. Bổn tọa chẳng qua chỉ là nhắc đi dạo, sao còn trở lên phức tạp như vậy? Quốc chủ, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngày mai còn phải kiểm tra nữa. Chúng ta xin hãy quay về nghỉ ngơi trước. Vậy các ngươi về nghỉ ngơi đi, buổi tiệc tối nay đến đây kết thúc. Bên ngoài cung điện, tiểu tử đó thì thôi đi, tiểu nha đầu này như vậy, quốc chủ lại không giận. Người của Tử Na học cung thật là đáng sợ. Các vị học viên đã chuẩn bị xong phòng ngủ rồi, xin mời đi theo ta. Cổ Huyền Trần. Ta tên là Tần Duyễn Nhi.
Cái gì mà ngươi không tò mò vừa nãy tại sao lại nói quốc chủ không truy cứu hay sao? Bởi vì cô là một trong những công chúa. Ngươi sớm đã biết rồi sao? Không đúng, ngươi đã biết từ lúc nào? Lần đầu khi đến hoàng thành, ngươi và ta chưa bại lộ thân phận. Thị vệ của hoàng thành này vừa nhìn đã nhận ra ngươi và ta đến tham gia kiểm tra. Mà tối nay quốc chủ khi đi vào đại điện hình như là đặc biệt để ý tới ngươi. Nghe nói công chúa Thanh Kỳ quốc có 5 vị, hôm nay lại thiếu một chỗ. Vừa nãy ngươi nói ngươi họ Tần, đấy hình như vừa hay là họ của Thanh Kỳ quốc. Thì ra hắn sớm đã biết mình là công chúa nhưng không dự định vạch trần. Kỳ lạ, tại sao tim của mình đột nhiên lại đập nhanh như vậy? Trong rừng, lão gia, hơi thở của thiếu gia chính là biến mất ở nơi này. Đợi khi chúng ta phát hiện thiếu gia đã. Phong Nhi, Vương Thuận Giang, viện trưởng của phá quân học cung, dưỡng thần cảnh. Phong Nhi, rốt cuộc là ai đã giết con vậy? Bổn tòa cho rằng là thứ gì đáng còn kiêu ngạo thì ra chỉ là mấy con sâu kiến. Ta sẽ đến thở nha đầu của Tử Na học cung này có mùi vị như thế nào. Được lắm. Tiểu tử của Tử Na học cung, ta muốn trả thù cho Phong Nhi của ta. Trong tinh thần thiên cơ đồ, Thánh Kỳ quốc chỉ có một viên Thánh Huyền Đan bao hàm thiên đạo lực vô tận. Bổn tọa xem thử rốt cuộc là thần thông phương nào. Nó hình như có cảm ứng với tồn tại của tinh thần thiên cơ đồ. Đây nè, trong ánh sáng có bao hàm vận luật của thiên đạo. Thanh Huyền Đan này lại lợi dụng kỳ hoa dị thảo ở trong tinh thần thiên cơ đồ tự mình luyện chế hay sao? Ánh sáng càng lúc càng cường thịnh hơn rồi. Vừa nãy luyện chế chính là vật này. Ngươi biết vật này sao? Đây là Cửu Long Thần Đan. Tương truyền, đan đạo chính là do Long Tộc Long Tổ sáng tạo ra, vì vậy hắn cũng được gọi là đan thần. Mà ở vô thượng thần giới, luyện đan đạt đến trình độ cao thì có thể luyện thành Cửu Long Thần Đan. Chỉ cần đan dược chủ nhân dùng Cửu Long Thần Đan, có thể giành được sức mạnh Cửu Long để cho Long Tức Thổ, Long Tổ thúc đẩy. Mà đợi thành thạo điều khiển sức mạnh của Cửu Long, chờ đợi thời cơ, hình chiếu của Long Tổ sẽ hiện ra, tiến hành thử thách đối với đan dược chủ nhân. Một khi đem nó chinh phục, đan dược chủ nhân giao thủ với người, hình chiếu của Long Tổ cũng có thể trở thành sự hỗ trợ cực kỳ đáng sợ của đan dược chủ nhân. Nói ra, sức mạnh ở trong đan dược cũng có liên quan đến phẩm cấp của đan dược. Ở ngoài nhìn vào, dùng bao nhiêu long văn để phân biệt. Còn về ba viên văn Cửu Long Thần Đan của ngươi, lần đầu tiên đã là tốt lắm rồi. Bổn tọa có thể cảm nhận được có chín đạo khí kình mãnh liệt khác thường đang còn sao động trong cơ thể. Căng thẳng cái gì? Vòng thi đầu chẳng qua chỉ là đệ tử của Tế Thiên Tông đến kiểm tra. Đúng vậy. Kiểu như ngươi nếu như mà đi vào vòng thi thứ hai gặp phải các trưởng lão, không phải là bị dọa đái ra quần luôn hay sao? Vị công tử đó đẹp trai thật, không biết là thực lực thế nào, có thể đi vào tuyển chọn đương nhiên không phải là người tầm thường rồi. Nhìn đi, đến rồi. Bái kiến ba vị giám khảo. Các vị, qua vài ngày nữa là có lẽ sẽ trở thành tư đệ của chúng ta, không cần phải đa lễ. Mạc Thiết Thành, đệ tử của Tế Thiên. Chú Đào, đệ tử của Tế Thiên Tông. Triệu Nương, đệ tử của Tế Thiên Tông. Vâng. Trong các người có một học viên tên là Cổ Huyền Trần, là hạng nhất ở trong dạ yến của tối hôm qua, là vị nào? Bổn tọa chính là Cổ Huyền Trần, có chuyện gì hay không? Nghe nói ngươi rất lợi hại, hôm nay ngươi và ta tỉ thí một kiếm, nếu như có thể qua cửa thì trực tiếp đi vào trận chung kết thế nào? Một kiếm? Chỉ như vậy thôi sao? Tiểu tử đó chính là hạng nhất ở trong dạ yến tối qua ư? Khẩu khí lớn thật. Đối thủ bây giờ của hắn là đệ tử của Tế Thiên Tông, chưa chắc là có thể thắng.
tuổi trẻ ngông cuồng nát nữa sẽ khiến cho hắn phải hối hận. Đương nhiên, để cho công bằng, chúng ta một đấu một. Nhưng mà tiền đề là, ta muốn ở trong một kiếm này nhìn thấy tiềm lực của ngươi, đến đây đi. Như vậy, bổn tọa sẽ nghe theo ý của ngươi. Nếu như ngươi chết rồi thì phiền phức, tạm thời dùng một phần lực. Uy áp mạnh thật. Sư huynh. Một kiếm này của ngươi ngược lại là cũng được đấy. Sư huynh, hình như sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Tuyệt đối không thể nào để kiếm khí tiết ra bên ngoài. Nguy hiểm thật. Quả thật là nhàm chán. Đấy là tình huống gì vậy? Tại sao nhìn giống như là đệ tử của Thế Thiên Tông bị lép vế vậy? Đúng thật, nhưng mà Thế Thiên Tông là đệ nhất đại tông, đệ tử có lẽ là không thua một thằng nhãi danh đâu. Còn không mau cảm ơn Thiết Sư Huynh, một kiếm vừa nãy nếu như không phải là huynh ấy tiếc nhân tài, chỉ dùng 3 phần lực, chỉ sợ ngươi cổ bây giờ đã bị thương bên mình rồi. Vậy sao, thế thì chi bằng các ngươi lên một lần đi, không cần phải khách khí đâu. Triệu sư đệ, cho dù có nói như thế nào, cổ huyền trần cũng xem như là thông qua kiểm tra, chúng ta không được nuốt lời. Thì ra đệ tử của Tế Thiên Tông chỉ dùng 3 phần lực, chả trách tên tiểu tử kia lại dễ dàng qua như vậy rồi. Không, bọn họ đang còn nói dối. Hai người phía sau nếu như không phải là nhìn thấy sức mạnh kiếm đó của cổ huyền trần, rất là lo lắng dẫn đến quấy nhiễu. Có tổn thất đến danh dự của Tế Thiên Tông, sao có thể bố trí ra kết giới tạm thời? Hơn nữa nếu để ý một chút thì có thể phát hiện, trong hai bên, cổ huyền trần thành thạo hơn, rõ ràng mới là bên đó bảo lưu. Mạc Thiết kia, sắc mặt trắng bệch ra, âm thầm lùi lửa bước rồi. Rõ ràng là bởi vì đã dùng toàn lực, nhưng vẫn bị lội thương. Cho nên vừa nãy cổ huyền trần không phải chỉ là thông qua kiểm tra, mà là liễn áp hoàn toàn. Được rồi, cổ huyền trần, vòng thi thứ hai tiếp theo đây không cần phải tham dự nữa, hãy đợi tin tức đi. Chú sư đệ ở lại đây kiểm tra các học viên khác. Triệu sư đệ cùng ta đi một chuyến, có chuyện muốn thương lượng. Rõ. Sư huynh, huynh có chuyện gì muốn nói? Sư huynh, ta đã không sao, chỉ là kiếm đó của hắn. Mặc dù không giống với của tông môn, nhưng mà khi đỡ kiếm đó, đạo vận mà ta cảm nhận được, quả thật là siêu phàm quyết. Siêu phàm quyết, nhưng siêu phàm quyết vô cùng mạnh, cực kỳ khó lãnh ngộ. Hắn không phải là đệ tử của tông môn. Là công quyết lấy được từ nơi nào, sao có thể lĩnh ngộ được? Cái này, đường đường là đệ tử của Tế Thiên Tông lại không bằng một tên thư đồng của Tử Na học cung, nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi của các ngươi còn nữa hay không? Là kẻ nào? Lão phu là người đến giúp các ngươi. Phúc Văn Thổ, người là viện trưởng của Phá Quân học cung. Thực lực và dáng vẻ của Cổ Huyền Trần, các ngươi có lẽ cũng đã thấy rõ. Nên tiểu tử này không xem bất cứ người nào vào trong mắt. Đợi hắn đi vào Tế Thiên Tông một ngày nào đó, các ngươi đều sẽ bị dẫm dở dưới chân. Tại sao ngươi lại muốn giúp chúng ta, có điều kiện gì? Điều kiện? Ta muốn hắn phải chết.